Và khi mà chúng ta nắm chắc được những cái vấn đề đó thì chúng ta hãy đầu tư máy phun vớt tường. Và tôi đảm bảo với anh em chắc chắn là độ hiệu quả, vì thực tế có rất nhiều anh em làm hiệu quả nhưng không phải ai cũng chia sẻ với anh em đâu. Sotaro, nâng tầm công nghệ xây dựng Việt. Đừng bao giờ đầu tư máy phun vữa trát tường nếu như anh em cái thầu còn chưa nắm được tất cả những cái lợi ích mà máy phun vữa trát tường có thể mang đến được cho anh em. Thứ nhất đó chính là vào vữa. Thay vì phải vào vữa thủ công, đó chính là cái công đoạn mệt nhất của anh em thợ xây dựng. Thì với công suất 70-80 mét vuông tường trên một giờ của máy phun vữa điện một pha thì hoàn toàn có thể ăn đứt so với việc mà anh em thợ vào bằng tay. Và khi mà anh em nhàn hơn thì cái năng suất mà anh em làm hoàn thiện cái bức tường đó sẽ tăng lên nhanh hơn và hiệu quả hơn. Thứ hai đó chính là công cán vận chuyển vật tư. Nếu như anh em cái thầu, đặc biệt là anh em nhà tư, nhà dân mà chúng ta quan sát thì đương nhiên chúng ta có thể thấy rõ. Thứ nhất, nếu như chúng ta sử dụng tời để mà tời lên như bình thường ấy thì chúng ta ít nhất cũng phải mất 3 người, 3 phụ để chúng ta đưa vào cái công tác vận chuyển vật tư. Thứ nhất đó chính là người tời vữa, người ngồi máy tời ạ, đúng không ạ? Thứ hai đó là người ngoắc tời vào xô vữa, hoặc là cái người xúc vữa vào xô để tời lên. Và thứ ba nữa đó là cái người kéo xô vữa vào trong sàn, được chưa? Kéo vữa vào hứng vật tư anh em ạ. Thì ít nhất là mất 3 người. Và khi mà anh em cai thầu đã đầu tư máy phun vữa trát tường thì chúng ta không cần sử dụng đến 3 người đó nữa, và chúng ta chỉ cần là người đứng máy, và khi đó là vữa sẽ được vận chuyển lên trực tiếp trên sàn nếu như chúng ta xây, hoặc là phun trực tiếp vào tường. Và nhờ vào đó thì chúng ta có thể là tiết kiệm được rất 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 nhiều công cán vận chuyển vật tư, cũng như giảm được cái lượng nhân công mà chúng ta phải bỏ vào cho cái công tác đấy, được chưa? Đó chính là lợi ích rất là thiết thực. Và thứ ba nữa đó chính là tiến độ. Và thứ ba nữa đó chính là tiến độ khi mà chúng ta hoàn thiện ngôi nhà, khi mà áp dụng được cái máy phun vữa trát tường này. Tiến độ ở đây là gì? Có nghĩa là tôi lấy ví dụ, khi mà anh em hoàn thiện một ngôi nhà thường là 3 tầng khoảng trên dưới 100 mét vuông anh em nhá, cả trát trong trát ngoài, và anh em nhận công trình so le nhau, đúng không ạ? Không phải là chỉ nhận một công trình mà anh em có thể làm so le công trình này công trình kia. Và thường thì nó dao động tầm khoảng 20-25 ngày, khoảng 23-25 ngày một cái công trình cả trát trong cả trát ngoài như vậy. Tuy nhiên khi mà anh em đầu tư máy phun vữa thì cái điều chia sẻ của anh em cai thầu rất là thực tế với tôi, cả trát trong và trát ngoài cùng với lượng công trình như thế, cùng với khối lượng như thế, chỉ dao động tầm khoảng 12-13 ngày là đã xong được cả trát trong và trát ngoài. Điều này cực kỳ tuyệt vời anh em nhé, và giúp cho cái tiến độ của anh em rút ngắn đi rất nhiều. Chính vì thế là cái khối lượng công việc mà anh em nhận vào nó sẽ nhiều hơn và nó sẽ là năng suất hơn anh em nhé. Và còn cái thứ tư nữa cũng rất là quan trọng, không chỉ cai thầu mà còn ở chủ nhà, đó có nghĩa là cái chất lượng của cái vữa, của cái tường mà sau khi anh em trát cái vữa của máy phun ấy nó rất rất là tốt. Tôi đảm bảo và tôi tự tin chắc chắn là nó ăn đứt so với cái vữa mà anh em trộn thủ công anh em ạ. Vì sao? Vì ở trong cái vữa mà chúng ta sử dụng cho cái máy phun vữa trát tường, chúng ta đã có một chút phụ gia dành riêng cho vữa, và phụ gia này có những cái chức năng chẳng hạn như là chống mất nước cho vữa, chống co mót đột ngột, nó co mót một cách từ từ anh em nhá, vì là vữa nó giữ được nước anh em ạ, và nó tăng cái độ bám dính cao cho vữa. Chính vì vậy cái hiện tượng mà nứt hay bong bột cực kỳ ít anh em nhá, rất là ít, và tôi đảm bảo chắc chắn là hơn cái vữa thủ công rất nhiều lần, được chưa? Đó chính là bốn điều quan trọng nhất và thực tế nhất mà khi mà anh em đầu tư máy phun vữa phải nắm được. Đó là cái mà anh em cai thầu phải nắm được về bài toán lợi ích và cũng như là cái chi phí chi ra, thấy chưa? Và khi mà chúng ta nắm chắc được những cái vấn đề đó thì chúng ta hãy đầu tư máy phun vữa trát tường. Và tôi đảm bảo với anh em chắc chắn là độ hiệu quả, vì thực tế có rất nhiều anh em làm hiệu quả nhưng không phải ai cũng chia sẻ với anh em đâu, được chưa? Và đó chính là cái mà anh em cần phải nắm được. Nếu như anh em thấy cái video này hay và cũng như là có ích thì anh em hãy đừng quên đăng ký kênh nhá, đăng ký kênh và chia sẻ cho tất cả những anh em khác. Xin cảm ơn tất cả anh em.